Mùa giải 2023-2024 của Ngoại hạng Anh đã chính thức khép lại với chức vô địch vô cùng xứng đáng cho Man City. Trong một mùa giải mà các đội bóng tại Ngoại hạng Anh đã chi rất nhiều tiền để đưa về các ngôi sao chất lượng nhằm gia tăng sức mạnh đội hình. Rất nhiều bản hợp đồng bom tấn đã để lại dấu ấn khó phai bằng những màn trình diễn ấn tượng như Kai Havertz, Declan Rice, Vardion. Tuy nhiên, có người thành công thì cũng có người gây thất vọng. Không ít những chữ ký đắt tiền đã không thể đáp ứng được kỳ vọng của đội bóng cũng như người hâm mộ. Hôm nay hãy cùng tôi, bình luận viên Anh Quân, điểm qua 5 bản hợp đồng thất bại của Premier League mùa giải vừa qua nhé. Mặc dù đã có những năm tháng chơi cực hay ở câu lạc bộ Chelsea, thế nhưng khi chuyển đến nửa đỏ tại Manchester, cầu thủ này chỉ còn lại là cái bóng vật vờ. Cái tên được nhắc đến ở đây không ai khác ngoài tiền vệ Mason Mount. Không những không thể cạnh tranh cho một suất đá chính tại Manchester United, Mount còn trở thành cái tên tiếp theo chưa thể hóa giải lời nguyền với chiếc áo số 7 đã tồn tại suốt những năm qua tại nhà hát của những giấc mơ. Manchester United đã thực hiện một trong những bản hợp đồng gây tranh cãi nhất trong mùa giải 2023-2024 khi chiêu mộ Mason Mount từ Chelsea với mức giá khoảng 60 triệu bảng. Được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho tuyến giữa ở Quỷ Đỏ, cầu thủ người Anh đã không thể hiện được phong độ như mong đợi và nhanh chóng trở thành một thất bại đáng tiếc. Từng là một tiền vệ tấn công trẻ tuổi và tài năng với những mùa giải ấn tượng tại Stamford Bridge, thậm chí còn giúp cho đội bóng này giành chức vô địch Champions League năm 2021. Tuy nhiên, khi chuyển đến nhà hát của những giấc mơ, anh đã gặp phải tương đối nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Các chấn thương liên tục cùng với sự thiếu ổn định trong phong độ khiến Mason Mount không thể đóng góp được nhiều cho đội bóng. Một trong những vấn đề chính của tuyển thủ tam sư tại Man United là việc không thể hòa nhập được vào hệ thống chiến thuật của huấn luyện viên Erik ten Hag, dù đã được thử nghiệm ở nhiều vị trí khác nhau, từ tiền vệ trung tâm cho đến cánh phải. Cựu cầu thủ The Blue vẫn không thể tìm được một chỗ đứng vững chắc trong đội hình của chiến lược gia người Hà Lan. Ngoài ra, việc chuyển nhượng Mason Mount cũng đã tạo ra vô vàn chỉ trích hướng về cách ban lãnh đạo sử dụng tài chính. Các cổ động viên và giới chuyên gia cho rằng số tiền 60 triệu bảng là quá cao so với giá trị thực tế của cầu thủ này, đặc biệt khi xét đến những màn trình diễn kém thuyết phục của anh trong mùa giải. Điều này càng làm dấy lên câu hỏi về khả năng quản lý và định hướng chuyển nhượng của ban lãnh đạo Quỷ Đỏ. Tóm lại, bản hợp đồng từ Chelsea của Manchester United đã trở thành một thất bại khi cầu thủ này không thể hiện được đúng phong độ và giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra. Đây là bài học đắt giá cho đội chủ sân Old Trafford trong việc đánh giá và lựa chọn cầu thủ phù hợp, cũng như cần có chiến lược chuyển nhượng hợp lý hơn trong tương lai. Còn nhớ ở hè 2023, Liverpool và Chelsea tranh đấu quyết liệt để có Caicedo và Lavia. Tại miền Nam nước Anh, Lavia nổi lên đầy kiêu hãnh với những màn trình diễn đầy hứa hẹn trong màu áo câu lạc bộ Southampton. The Blue bỏ ra tổng cộng 200 triệu bảng để đưa bộ đôi này về với đội chủ sân Stamford Bridge đến khi mùa giải này kết thúc. Trong khi Caicedo đang dần chứng minh được khả năng thích nghi tại đội bóng mới, thì Lavia vẫn chưa thể nào khẳng định được bản thân dưới thời huấn luyện viên Pochettino. Lavia tới với Stamford Bridge trong một thương vụ tốn chẳng ít giấy mực ở thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2023. Tiền vệ người Bỉ được tranh giành bởi cả Liverpool và Chelsea, sau cùng anh chọn tới với The Blue với mục đích được sát cánh cùng Moises Caicedo, trở thành cặp double pivot thật sự toàn diện. Mùa giải trước, Southampton xuống hạng, nhưng Lavia đã chơi vô cùng nổi bật. Xét riêng những cầu thủ dưới 21 tuổi, Lavia dẫn đầu Premier League về số pha tắc bóng, đánh chặn và cản phá. Tiền vệ sinh năm 2004 là cầu thủ tuổi teen duy nhất thực hiện hơn 50 pha tắc bóng, đạt tỷ lệ thu hồi bóng trung bình 7,8 lần mỗi trận, đứng trong top 15 của Premier League. Với tuổi đời còn rất trẻ mà tài năng ngày một tỏa sáng, chẳng câu lạc bộ nào muốn bỏ qua Lavia. Dấu hiệu ban đầu về một bản hợp đồng thất vọng đã được Lavia báo hiệu từ trước khi tiền vệ sinh năm 2004 lập tức phải làm bạn với phòng y tế do dính chấn thương cơ vào tháng 9. Đen đủi hơn, trong lúc điều trị, anh lại gặp thêm chấn thương mắt cá chân. Từ tháng 12 năm 2023, Lavia mới có trận ra mắt The Blue khi vào sân từ ghế dự bị trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace. Màn trình diễn ngắn ngủi nhưng khiến các fan Chelsea vui bởi Lavia cải thiện đáng kể chất lượng cho hàng tiền vệ. Họ hy vọng họ lờ mờ nhìn thấy hàng tiền vệ câu lạc bộ sẽ được nâng tầm nhờ Lavia. Chỉ là chớ trêu thay, đó cũng là trận đấu duy nhất của Lavia trong màu áo câu lạc bộ thành London. Anh tái phát chấn thương và nghỉ từ đó đến nay. Thống kê từ Transfermarkt cho thấy Lavia vắng mặt tới 33 trận đấu trên mọi đấu trường ở mùa 2023-2024. Tổng cộng bản hợp đồng này trải qua hơn 152 ngày làm bạn với bác sĩ, y tá, chuyên gia chấn thương, chuyên gia tâm lý, đồng nghĩa Lavia tiêu tốn của Chelsea 1,8 triệu bảng mỗi phút thi đấu trong mùa bóng này. Từ chỗ được kỳ vọng là chữ ký nâng cấp cho hàng tấn công, nay trở thành một bản hợp đồng hứa, chẳng đóng góp được bất cứ điều gì tới đội chủ sân Stamford Bridge. Pep Guardiola đã ca ngợi Matheus Nunes là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới khi tiền vệ người Bồ Đào Nha chuyển đến Man City từ Wolves với mức phí 53 triệu bảng.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác, cầu thủ đã chơi rất hay trong màu áo của bầy sói, bỗng dưng đánh mất mình và không thể chen chân vào dàn sao của đội chủ sân Etihad. Việc chỉ được Pep sử dụng trong các trận đấu với đội bóng ở nhóm dưới đã khiến cầu thủ này đánh mất phong độ và ngày càng chơi tệ đi trong mùa giải vừa qua. Trước khi chuyển tới Man City từ Wolves, Matheus Nunes đã từng được Pep Guardiola ca ngợi không ngớt lời với những màn trình diễn của anh trong màu áo bầy sói cũng như trước đó ở Sporting. Tuy vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha lại chưa có màn thể hiện đáp ứng được kỳ vọng của ông thầy người Tây Ban Nha tại Premier League mùa này. Kể từ khi cập bến đội chủ sân Etihad vào mùa hè năm ngoái, Matheus Nunes đã có cho mình tổng cộng 19 lần ra sân tại Premier League, một con số tương đối ấn tượng đối với một tân binh. Tuy nhiên, thực tế chỉ ra rằng tiền vệ của Seleção châu Âu chỉ đá chính có 7 trận mùa này, trong đó có tới 5 trận đấu với các đối thủ tại nhóm trụ hạng. Những thống kê trên cho ta thấy Pep Guardiola chưa thực sự tin tưởng cầu thủ người Bồ sau những gì cầu thủ này thể hiện được. Việc thuyền trưởng người Tây Ban Nha chưa trao nhiều cơ hội đá chính cho Nunes là có cơ sở. Cựu cầu thủ Sporting Lisbon gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào lối chơi của Man City, một đội bóng nổi tiếng với lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Sự khác biệt về phong cách chơi giữa Wolves và The Citizen dường như đã làm Nunes mất phương hướng. Anh tỏ ra lúng túng và thiếu tự tin trong những pha xử lý bóng, thường xuyên mất bóng và không thể tạo ra sự kết nối cần thiết giữa các tuyến. Một yếu tố quan trọng khác là sự cạnh tranh khốc liệt trong đội hình của Man City. Với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình, Nunes gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính thường xuyên. Sự thiếu thời gian thi đấu liên tục khiến anh không thể duy trì phong độ ổn định và thiếu đi sự tự tin cần thiết để tỏa sáng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Pep Guardiola cũng chưa tìm được vai trò phù hợp cho Nunes trong hệ thống chiến thuật của mình, khiến anh không phát huy được hết khả năng. Tiền vệ người Bồ phải thường xuyên thay đổi vị trí, thậm chí đã có những lúc Pep sử dụng Nunes như một tiền vệ chạy cánh trái. Những gì mà Matheus Nunes thể hiện ở Lisbon hay Wolves đã cho người xem thấy được dáng dấp của một cầu thủ đẳng cấp. Cộng thêm với việc các tân binh của Pep thường mất một mùa giải để làm quen với sơ đồ chiến thuật, người hâm mộ Man City đều mong muốn thấy được sự phát triển của Nunes này trong mùa thứ hai anh khoác áo đội chủ sân Etihad. Thêm một bản hợp đồng nữa xuất phát từ Manchester City đã gây ra những nỗi thất vọng tột độ trong mùa giải vừa qua. Được The Citizen đem đi cho mượn tại câu lạc bộ West Ham hồi đầu năm 2024 nhằm hồi sinh phong độ. Thế nhưng tất cả những gì mà Calvin Phillips làm được chỉ là sự hụt hẫng dành cho người hâm mộ và đội bóng này. Nhắc tới Calvin Phillips, nhiều người thắc mắc rằng nếu đặt cầu thủ này vào danh sách bản hợp đồng tệ nhất mùa giải này, có vẻ nghe hơi sai với anh cập bến Manchester City từ mùa giải năm ngoái và chỉ được cho mượn trong giai đoạn chuyển nhượng mùa đông. Nhưng nếu nhìn nhận một cách kỹ lưỡng kể từ khi chuyển tới West Ham vào giữa mùa giải, cầu thủ sinh năm 95 không những tệ vì đóng góp ít mà còn gây ra nhiều tai họa cho đội bóng chào đón mình ở mùa đông vừa rồi. Thực tế mà nói, tuyển thủ của Tam Sư dù có cả một nửa mùa giải để khẳng định mình, nhưng theo đánh giá của SofaScore, không một trận đấu nào cầu thủ thủ biên chế Man City được chấm trên 6,5 điểm. Thi đấu lạc lõng, mắc hàng loạt sai lầm là tất cả những gì người ta thấy ở tiền vệ 28 tuổi, khởi đầu bằng hai màn trình diễn tệ hại trước Bournemouth và sau đó là Manchester United. Đáng chú ý, đây đều là hai trận mà búa tạ chẳng thể giành chiến thắng. Cầu thủ sinh năm 95 đều mang đến những sai lầm đầy ngớ ngẩn để rồi bị trừng phạt một cách thích đáng. Đỉnh điểm chắc hẳn là ở cuộc đối đầu với Nottingham Forest khi Calvin Phillips phải nhận hai thẻ vàng trong vòng 3 phút ngắn ngủi. Trước tiên là thái độ với trọng tài, sau đó là tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Morgan Whitbread. Thế nhưng nếu không có tài, đôi khi cái đức cũng sẽ là thứ được nhắc đến như lời bào chữa hợp lý nhất về phong độ của một cầu thủ. Calvin Phillips cũng chẳng đáp ứng được điều đó. Vụ việc xảy ra khi Calvin Phillips đang di chuyển lên xe cùng đồng đội sau trận đấu với Newcastle. Người hâm mộ nhanh chóng tiếp cận cựu tiền vệ Leeds United và xin chụp ảnh. Lúc này, một cổ viên khác bất ngờ chỉ trích Phillips là kẻ vô dụng. Tiền vệ người Anh phản ứng bằng cách giơ ngón tay thối làm dấy lên làn sóng phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Trên mạng xã hội, người dùng phẫn nộ trước hành động gây sốc của Phillips, họ liên tục chỉ trích cầu thủ người Anh vì hành động không đẹp. Thế mới thấy thái độ quan trọng hơn trình độ, và khi chẳng có bất cứ điều gì ở các yếu tố kể trên, đương nhiên tiền vệ tới từ Man City là chữ ký thất bại. Không giống như những trường hợp kể trên, bản hợp đồng đắt giá của câu lạc bộ Newcastle là Sandro Tonali đã thể hiện được giá trị của bản thân mình trong phần đầu mùa giải. Vấn đề của cầu thủ người Ý không phải đến từ chuyên môn mà chính những rắc rối liên quan đến thói hư tật xấu của cầu thủ này. Điều ấy không chỉ khiến cho sự đóng góp của anh tại đội bóng mới trở nên rất hạn chế mà còn gây ảnh hưởng đến chính câu lạc bộ chủ quản của mình. Đối với các cổ động viên, một bản hợp đồng thất vọng có thể định nghĩa là thất vọng dựa trên nhiều đánh giá và tiêu chuẩn. Đầu tiên đó là màn trình diễn của cầu thủ đó đối với đội bóng chủ quản hay những đóng góp trong và trên sân cỏ đối với sơ đồ chiến thuật của toàn đội đặt ra. Sandro Tonali thì có vẻ không thành công với toàn bộ những yếu tố kể trên để khiến các chuyên gia đánh giá rằng đây là một chữ ký không được như tất cả kỳ vọng. Tuyển thủ sinh năm 2000 thực tế là một tài năng lớn ở vị trí tiền vệ trung tâm, nhưng lại gặp phải những vấn đề khác nhau ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ khiến khả năng ấy chẳng có cơ hội được tỏa sáng. Đến với Newcastle với mức phí kỷ lục 53 triệu bảng, các cổ động viên của Chick Trẻ kỳ vọng
chân truyền 24 tuổi sẽ cùng Bruno Guimarães và Joe Linton tạo thành bộ ba hoàn hảo tại tuyến giữa. Tín hiệu tích cực đã tới ngay ở thời điểm đầu tiên xuất hiện, với một màn trình diễn được coi là ấn tượng trong trận thắng 5-1 trong Newcastle. Thế nhưng sau đó mọi thứ dường như biến chuyển theo hướng tệ đi một cách khó hiểu. 4 trận tiếp theo, cựu cầu thủ AC Milan luôn bị đặt dấu hỏi về vai trò của mình, cũng như thi đấu một cách đầy lạc lõng ở đội hình Newcastle. Bản thân Tonali cũng tiết lộ rằng anh đã thấy mọi thứ khó khăn ngay sau khi chuyển đến Tenerife. Anh không thể tiếp thu được tất cả thông tin cần thiết từ ban huấn luyện và có vẻ bối rối về vị trí của mình. Và khi mọi thứ dần đi vào ổn định ở giai đoạn sau đó, rắc rối tiếp tục ập tới với tiền vệ 24 tuổi khi tiền vệ tân binh của Newcastle chính thức nhận án phạt cấm thi đấu 10 tháng vì tội cá độ trái phép trong thời gian qua. Tiền vệ sinh năm 2000 không chỉ tham gia cá độ mà còn rủ rê, lôi kéo nhiều đồng nghiệp khác. Chưa dừng lại ở đó, Tonali còn đặt cược vào nhiều trận đấu mình tham dự hồi vẫn thi đấu cho AC Milan. Thực tế mà nói, đây là một án phạt thích đáng với chân truyền người Ý, nhưng vấn đề ở chỗ án phạt trên khiến anh không thể đóng góp cho Newcastle trong phần còn lại của mùa giải, và lẽ dĩ nhiên khi chẳng được thi đấu, bản hợp đồng đắt giá ấy sẽ được coi là thất bại đối với trịch trẻ. Như vậy, chúng ta vừa cùng nhau điểm qua 5 bản hợp đồng thất bại nhất tại giải Ngoại hạng Anh trong mùa giải vừa qua. Mặc dù là nhà đương kim vô địch của giải đấu, nhưng Man City vẫn đóng góp tới 2 cái tên trong danh sách kể trên. Đây sẽ là bài học cho các đội bóng lớn trước khi thị trường chuyển nhượng năm nay mở cửa. Theo bạn, còn cái tên nào được cho là bản hợp đồng thất bại của Ngoại hạng Anh mùa này nữa không? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.